Xin chào nha, em lên một con đồng hồ Seiko Wired nha, dáng tăng nha cả nhà. Chạy cơ chế là 6 kim bấm giờ thể thao nha. À, niền trong nó có chán gương nè, đó rất là đẹp nha. Đó, bao đẹp luôn, dây thép đúc size của nó là 37, chưa nấm càng là 46 nha. Hộp tay vừa và nhỏ. Đó, khóa bấm nha cả nhà. Nguyên rin luôn, dây tay đang là 18 nha. Con này phù hợp anh em nào tay 15 đến 18 là ok. Đây, rất là đẹp nha cả nhà, mặt đen à, lịch góc 4,5 nè. Cái nền trong có chán gương nè, đó có màu xanh dương rất là đẹp luôn. Nhìn về thì màu đen đúng không, đó, có ánh sáng thì thành màu xanh. Dán tăng nha, phù hợp anh em nào tay vừa và nhỏ nha. Tay 17 nè. Đó. Con này anh em nào tay 14 đến 18 là ok nha. Dây thép đúc cùng nguyên rin luôn. Kính là đẹp nè, vỏ đẹp nè. Rồi em mời cả nhà nha. Rồi, bấm dừng nè. Reset nè. Đó, à 7 kim nha. Con này 7 kim nè. Rồi, em xin hết nha.